Chiến thần thánh y, Đường Tuấn. Chương 3431, anh cứ chiến thắng trận này trước đi đã rồi nói sau. Vũ Vô Thương truyền âm giải thích đối với Đường Tuấn, cái tên viên nhân phi này cũng là một đệ tử ngoại cung của Hỗn Nguyên, thực lực cực kỳ cường hãn, xếp thứ 140 trên bia kỷ nguyên. Đồng thời, anh ta còn là đệ tử của một vị tiểu tôn giả của căn cứ cấp vũ, thân phận tôn quý. Trong 4 tầng căn cứ, thực lực của anh ta chắc chắn được coi là nổi bật. Không ngờ được mấy người Giang Hàn Nguyệt vậy mà lại có thể mời tới được một vị viện trợ mạnh mẽ đến như vậy. Viên nhân phi nhìn về phía mấy người Vương Trùng, Vũ Vô Thương, ánh mắt không có ý tốt, cười dữ tợn mà nói, nghe nói tiền bối Lâm Giang Tiên vừa gây dựng lại tiểu đội sát thần. Ha ha, hiện tại xem ra là sự thật, mấy người hẳn là tới đây khiêu chiến với bọn ta phải không? Tự bản thân Vương Trùng cũng có xếp hạng thứ tự ở trên bảng kỷ nguyên, ở thứ tự 183. Có sự chênh lệch cực lớn với viên nhân phi. Nhưng chuyện cho tới nước này rồi, cũng không cho phép Vương Trùng lùi bước nữa. Còn nữa, không hiểu vì sao, một cỗ cảm xúc thô bạo ham muốn giết chóc bỗng nảy sinh từ tận dưới đáy lòng của Vương Trùng, ngay cả máu cũng trở nên nóng bỏng vô cùng. Mặc cho Vương Trùng vẫn cố gắng dùng lực áp chế xuống, nhưng vẫn không có hiệu quả gì. Chẳng lẽ là dấu hiệu đột phá? Vương Trùng thầm nghĩ trong lòng. Mạnh mẽ áp cố cảm xúc thô bạo xuống dưới đáy lòng, Vương Trùng trầm giọng nói, không sai. Viên nhân phi cười ha hả, nói, Vương Trùng, nếu như anh muốn giao thủ với tôi mà nói, vậy thực sự là không cần thiết đâu, anh chắc chắn không phải là đối thủ của tôi. Anh ta nghiêng con mắt nhìn về phía Vũ Vô Thương, mang theo vài phần khinh miệt, nói, Vũ Vô Thương, cô vừa mới trở thành đệ tử ngoại cung của Hỗn Nguyên, căn nguyên không gian hẳn là cũng mới vừa tiến được một bước thôi. Tăng trưởng ở sức mạnh cũng hữu hạn, cô cũng không phải là đối thủ của tôi. Nói chuyện cuồng ngạo, nhưng lại không ai đứng ra phản bác. Bởi vì viên nhân phi có vốn liếng để tự mãn. Vương Trùng cười lạnh nói, viên nhân phi, tôi thừa nhận thực lực cá nhân của anh rất mạnh mẽ. Nhưng nếu như tổ đội với nhau, vậy thứ quan trọng nhất chính là năng lực chỉnh thể của toàn đội. Viên nhân phi cười khẩy nói, Vương Trùng, anh nói nhiều như vậy. Đơn giản chính là muốn đổi phương pháp tỉ thí có đúng không? Nói thử xem, anh muốn đánh như thế nào? Ánh mắt Vương Trùng nhìn về phía Đường Tuấn có mang theo vài phần giảo hoạt, nói, nếu đã như vậy, chúng ta chọn một phương pháp chiến đấu công bằng nhất. Từ những người trong đội ngũ chọn ra 3 người phù hợp nhất để tỉ thí, phân biệt là người yếu nhất trong đội, người mạnh nhất trong đội và một người tùy ý, 3 trận thắng 2. Anh cảm thấy thế nào? Viên nhân phi không có do dự, nói, đương nhiên có thể. Vậy cứ bắt đầu từ người yếu nhất trước đi, dù sao thì trận này cũng không có gì đáng xem cả. Thôi Đoan, trận đầu bắt đầu với cậu. Giọng nói vừa dứt, một người đàn ông có dáng người thấp bé, hốc mắt hãm sâu, mang lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ đáng khinh đi ra từ phía sau lưng của viên nhân phi. Cậu ta có chút bất mãn nói, viên nhân phi, lão tử sao lại trở thành người yếu nhất hả? Viên nhân phi cười lạnh nói, vậy anh nói thử xem. Trong mấy người chúng ta, anh đánh thắng được ai vậy? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thôi Đoan ngượng ngùng cười, nói, lão tử chỉ là kém một chút như vậy mà thôi. Nếu như một ngày nào đó có đột phá, vậy nhất định sẽ kéo vị trí của cậu xuống khỏi bảng xếp hạng. Viên nhân phi nói, anh cứ chiến thắng trận này trước đi đã rồi nói sau. Thôi Đoan nói, được thôi. Anh ta nhìn về đám người Vương Trùng. Nhướng mày nói, mấy người ai ra chiến đấu đây? Vương Trùng, nghe nói thực lực của cậu không tồi, nếu không thì cậu tới đánh với tôi một chút đi. Dù sao thì cậu cũng đâu đánh lại viên nhân phi. Sắc mặt của Vương Trùng có chút khó coi, nói anh vẫn chưa xứng để đánh với tôi đâu. Đường Tuấn, bước ra khỏi hàng. Trong nháy mắt, tầm mắt mọi người đều dừng ở trên người Đường Tuấn. Những người khác trong tiểu đội sát thần đều có một tâm thái xem kịch vui. Cũng không có vẻ mặt ngoài ý muốn chút nào. Vương Trùng trầm giọng nói, làm thành viên yếu nhất của tiểu đội sát thần, bây giờ tôi cho anh một cơ hội, đánh bại Thôi Đoan. Anh ta cố ý nhấn thật mạnh vào hai từ, yếu nhất. Chương 3432 vậy mà lại lấy lực phá pháp. Sau khi nghe Giang Hàn Nguyệt giải thích xong, viên nhân phi hài hước mà nhìn về phía Đường Tuấn, nói quả thực là rất yếu. Thôi Đoan. Nếu như ngay cả người này mà anh cũng không thắng được, vậy anh hãy rời khỏi tiểu đội của tôi đi. Thôi Đoan cười ha ha, nói yên tâm đi. Đường Tuấn, trận chiến này giao hết cho cậu đấy. Vương Trùng cười như không cười mà nói.
Đường Tuấn nhíu mày, đối với danh hiệu người yếu nhất trong đội, hắn thật sự lười cãi cọ với anh ta. Trầm ngâm một lát, anh mới gật đầu nói, được thôi. Vương Trùng nghe vậy, cười ha hả, nhìn thấy Đường Tuấn thỏa hiệp, anh ta có một loại cảm giác cực kỳ sung sướng, giống như là đang được bao trùm, đứng ở trên đầu của anh vậy. Lát nữa anh lấy cái danh người mạnh nhất trong đội lên chiến đấu, hình thành trạng thắng đối lập như trời với đất với Đường Tuấn, tưởng tượng đến tình huống kia, anh ta đã không nhìn nổi sự hưng phấn. Trong sân có một khoảnh đất trống, hai người Đường Tuấn và Thôi Đoan đứng cách nhau một khoảng ở trong đó. Thôi Đoan nhún vai, nói tỉ thí cùng một tên nhóc đứng áp chót như cậu, thật đúng là làm cho người ta không vui vẻ nổi mà. Thôi, trong vòng 3 chiêu giải quyết cậu vậy, không thể làm cho mấy tên nhóc Phiên Nhân Phi coi thường tôi được. Giọng nói của anh ta vừa dứt, giữa sân đã xuất hiện mấy trăm bóng người mang dáng vẻ Thôi Đoan. Mỗi người đều giống với anh ta như hai giọt nước, thật sự không tìm ra nổi điểm khác biệt. Mấy trăm người Thôi Đoan đồng thời gào to lên, cuồng phong trưởng. Mấy trăm cái trưởng ấn đồng thời đánh về phía Đường Tuấn, trưởng phong sắc bén không thua kém gì so với thần binh. Trên khuôn mặt của Viên Nhân Phi đã lộ ra ý cười, nói cái tên Thôi Đoan này coi như còn có chút mặt mũi, vừa mới lên đã sử dụng được đến nửa thức đại thần thông rồi. Nếu như anh ta có thể lĩnh ngộ được hoàn chỉnh đại thần thông, nói không chừng có thể lĩnh ngộ căn nguyên của gió. Những người khác cũng cười gật gật đầu, cảm giác trận thứ nhất này không còn gì phải bàn cãi cả. Dù sao thì thực lực của Đường Tuấn thật sự là quá kém. Đối mặt với Thôi Đoan đang toàn lực ra tay, Đường Tuấn dậm chân ở trên không trung một cái. Trong hư không bỗng phát ra một thanh âm vỡ vụn, từng tia ánh sáng mỏng vụn như mạng nhện bắt đầu lan ra. Toàn bộ những trưởng ấn mà Thôi Đoan đánh ra đều đi vào trong những vết nứt từ hư không, sau đó biến mất không thấy nữa. Khuôn mặt chế nhạo của Viên Nhân Phi bỗng cứng đờ, lẩm bẩm có chút thú vị. Vậy mà lại lấy lực phá pháp. Ý cười trên khuôn mặt của Thôi Đoan cũng tắt ngúm, ngưng trọng nói, không thể ngờ nổi cái tên đứng áp chót như cậu còn có chút bản lĩnh. Có điều tôi cũng nhất định phải tống cổ cậu đi. Mấy trăm bóng người dần tiêu tán, chỉ còn lại một mình thân thể thực sự của Thôi Đoan. Sau khi đã được nhận biết thủ đoạn của Đường Tuấn, anh ta cũng nhanh chóng hiểu ra rằng nếu như sử dụng áp đảo về số lượng sẽ không thắng nổi Đường Tuấn. Anh ta đơn giản đánh ra một quyền, như sấm sét lại như điện quang, tốc độ nhanh chóng đến mức không thể miêu tả nổi. Đám người Vương Trùng, Vũ Vô Thương cảm thấy hơi giật mình. Cái tên Thôi Đoan này thực sự là người yếu nhất hay sao, thực lực không khỏi quá mạnh mẽ rồi, chỉ sợ cũng đã suýt soát đuổi kịp Vũ Vô Thương rồi. Viên Nhân Phi chế nhạo nói, xem ra là tôi đã quá xem thường Thôi Đoan, thực lực của anh ta quả thực không tồi. Một quyền đó chỉ trong giây lát đã đi đến trước mặt của Đường Tuấn, đã có thể thấy được nụ cười tươi rói có hơi đắc ý của Thôi Đoan. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay của Đường Tuấn đã nắm được quyền của anh ta. Cũng giống như cục đá chìm vào biển rộng vậy, nắm đấm mạnh mẽ cuồng bá của Thôi Đoan không thể nào lay động được Đường Tuấn dù chỉ là một chút. Chương 3433 Vương Trùng. Thôi Đoan khiếp sợ không thôi, trong mắt đã lộ ra sắc thái hoảng sợ. Anh ta vừa định rút bàn tay lại, nhưng ngay sau đó, 12 luồng ánh sáng đã bắn ra từ phía sau lưng Đường Tuấn. Dừng tay, vào thời điểm 12 luồng ánh sáng kia xuất hiện, vẻ mặt của Viên Nhân Phi chợt biến đổi, vội vàng hô lên. Nhưng anh ta vẫn là chậm hơn một bước, 12 luồng ánh sáng kia đúng là bộ kiếm trận mà Đường Tuấn có được ở bên bờ sông Tiên kia, 12 thanh phi kiếm trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Thôi Đoan. Kiếm khí vô tận và sức mạnh to lớn trong giây lát đã khiến cho một Thôi Đoan sống sờ sờ nổ tung. Thôi Đoan nổ to thành một làn xương máu ở trên không trung, trong đó truyền ra tiếng kêu rên thống khổ của Thôi Đoan. Làn xương máy ngưng tụ thành Thôi Đoan một lần nữa, lúc này anh ta cách Đường Tuấn rất xa, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Một kích vừa rồi của Đường Tuấn suýt chút nữa đã đục ra một lỗ hổng ở trên thế giới nhỏ của anh ta. Viên Nhân Phi bay lại đây, bảo vệ ở trước mặt Thôi Đoan, ánh mắt nhìn vào Đường Tuấn, nói, vừa rồi cậu không nghe thấy gì sao, tôi bảo cậu dừng tay. Đường Tuấn cười cười, nói, tôi dừng tay, vậy anh ta cũng sẽ dừng tay sao? Thực ra anh cũng đã nhẹ tay lắm rồi, nếu không vừa rồi 12 mảnh phi kiếm kia đã có thể dễ dàng đục một cái lỗ trên thế giới nhỏ của Thôi Đoan. Chiến đấu với Thôi Đoan, ngay cả 1/10 sức lực anh cũng chưa phải phát huy ra. Vương Trùng. Viên Nhân Phi hơi giật mình, nhìn về phía Vương Trùng, quát, anh dạy dỗ thủ hạ như thế nào vậy? Vương Trùng bay lại đây,
Ánh mắt của anh ta cũng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ được thực lực của Đường Tuấn vậy mà lại mạnh mẽ đến như thế. Chẳng qua chỉ là dựa vào uy thế của đạo khí mà thôi. Nếu bộ kiếm trận kia thuộc về tôi cũng có thể làm được. Vương Trùng thầm nói. Anh ta tự nhận là người mạnh nhất của tiểu đội sát thần, sao có thể tự nhận không bằng một người yếu nhất đội như Đường Tuấn chứ? Đối mặt với việc viên nhân phi chất vấn, ánh mắt Vương Trùng hơi ngưng lại, anh ta không những không nói chuyện vì Đường Tuấn, ngược lại còn cả giận mà nói, Đường Tuấn, ai bảo cậu ra tay mạnh đến như vậy? Ngay bây giờ, xin lỗi thôi Đoan đi. Viên nhân phi gật gật đầu, nói, Vương Trùng, anh cũng còn xem là hiểu lý lẽ. Anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn, nói, ngay bây giờ lập tức nói xin lỗi đối với Thôi Đoan, chuyện này liền thôi. Vũ Vô Thương bay lại đây, đứng chung một chỗ cùng với Đường Tuấn. Đường Tuấn là do cô ta kéo vào đây, cô ta không có khả năng trơ mắt nhìn Đường Tuấn chịu nhục. Đường Tuấn duỗi tay, ngăn trở Vũ Vô Thương đang muốn nói điều gì đó, ánh mắt lướt qua đám người Viên Nhân Phi và Thôi Đoan, nói, hai người vẫn chưa đủ tư cách ra lệnh cho tôi đâu. Chương 3434 chiến. Anh ta không hề nhìn Đường Tuấn nữa, mà là nhìn về phía Vương Trùng, lạnh lùng nói, Vương Trùng, nên đến phiên chúng ta rồi. Trận chiến đầu tiên là bọn tôi thua. Vương Trùng bị ánh mắt của Viên Nhân Phi nhìn chằm chằm đến mức trong lòng cũng trở nên run rẩy, đồng thời thầm mắng Đường Tuấn. Nếu không phải do trận đầu tiên Đường Tuấn đánh quá mức hung ác, Viên Nhân Phi sao có thể giận thực sự đây chứ? Tuy rằng trong lòng đã sinh ra sợ hãi, nhưng một cỗ cảm xúc càng thêm thô bạo hơn cả lúc này lại trào dâng ở trong lòng anh ta, nhanh chóng xâm chiếm ý thức của anh ta. Ở tận sâu dưới đáy mắt của anh ta tựa như xuất hiện một mảnh máu lửa đỏ rực. Chiến, Vương Trùng quát lên một tiếng chói tai. Trong nháy mắt, Vương Trùng và Viên Nhân Phi đã sắp vào nhau chiến đấu. Đạo khí mà Vương Trùng cầm trong tay là một thanh kiếm lớn, ngang dọc bổ ra, phát huy năng lực của thanh kiếm đến mức cực hạn. Mà Viên Nhân Phi càng thêm dã man cuồng bạo, anh ta không nhúc nhích động tay dùng bất cứ một loại đạo khí nào, trực tiếp dùng thân thể đón đỡ là ánh kiếm của Vương Trùng, ánh kiếm có thể xé rách hư không, nhưng chỉ có thể lưu lại vài tia vết máu trên da thịt của anh ta, cũng không thể thâm nhập. Thân thể của anh ta vô cùng mạnh mẽ, vậy mà lại không hơn kém bao nhiêu so với đạo khí. Đây chỉ là hình thái con người của Viên Nhân Phi mà thôi. Nghe nói thời điểm mà anh ta chân chính trở nên cuồng bạo thì sẽ bày ra hình thái của vượn, thực lực cũng bùng nổ thêm vài phần. Dưới loại hình thái ấy, thực lực của Viên Nhân Phi có thể so với tiểu tôn giả. Vũ Vô Thương đứng ở bên cạnh Đường Tuấn mà giải thích. Đường Tuấn không có đáp lại, anh đang nhìn về phía Vương Trùng đứng trong sân. Vũ Vô Thương khẽ nhíu mày, nghi hoặc nói, thực lực của Vương Trùng vậy mà lại có chút tinh tiến lên, hơn nữa phương pháp chiến đấu cũng hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Vậy mà lại dám lấy cứng đối cứng. Không chỉ có Vũ Vô Thương, những người khác của tiểu đội sát thần cũng phát hiện ra sự khác thường của Vương Trùng. Vương Trùng lúc này có tính cách hung ác độc địa, thậm chí càng ngỗ ngược càng bạo lực hơn cả Viên Nhân Phi. Được lắm, Vương Trùng, là tôi đã coi thường anh rồi. Anh không hổ là người mạnh nhất của tiểu đội sát thần, tôi thừa nhận anh có thực lực như vậy. Viên Nhân Phi hô to một tiếng, đánh một chưởng về phía của Vương Trùng. Bàn tay bỗng nhiên trở nên lớn hơn giống như là mây che bầu trời. Cái bàn tay này đã không còn giống tay người nữa, càng giống với tay của vượn và khỉ hơn. Anh ta thi triển ra hình dạng bộ phận của vượn. Hai mắt của Vương Trùng lúc này hiện đầy tơ máu, ở sâu trong đôi mắt dường như có hai cái huyết trì. Anh ta gầm lên một tiếng nhỏ như dã thú, sau đó một tay cầm kiếm đâm về phía bàn tay của Viên Nhân Phi. Vương Trùng quên đi tất cả sợ hãi. Chỉ còn lại ý niệm chiến đấu trong đầu. Vương Trùng, thua ở trong tay tôi, anh hãy lấy đó làm vinh dự đi. Viên Nhân Phi giống lên một tiếng, bàn tay hạ xuống. Răng rắc. Chuôi đạo khí cự kiếm bị gãy cong, phát ra âm thanh của gánh nặng không thể chịu nổi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Chương 3435 Viên Nhân Phi, tôi còn chưa thua đâu. Vương Trùng bị sức mạnh của Viên Nhân Phi chấn động đến hộc ra ngụm máu tươi. Cơ thể rơi xuống phía dưới như thiên thạch. Cơ thể anh ta nổ tung, một bãi xương máu tràn ngập bên ngoài cơ thể anh ta, mơ hồ có thể thấy được xương cốt trong cơ thể của Vương Trùng đều đã xuất hiện vết nứt. Thật sự vô cùng thê thảm. Lúc này, bao gồm cả Vũ Vô Thương trong các thành viên của tiểu đội sát thần đều hít lấy một ngụm khí lạnh, khiếp sợ với thực lực của Viên Nhân Phi, đồng thời cũng kính nể sự hung hãn của Vương Trùng.
thân là một thành viên của tiểu đội sát thần, Vương Trùng dám liều mạng như vậy trong chiến đấu có thể khiến cho bọn họ cảm giác được sự an toàn mãnh liệt. Vương Trùng, anh thua rồi. Viên Nhân Phi thu tay về, đứng ngạo nghễ ở trên không trung. Các thành viên khác của tiểu đội sát thần cũng quan tâm nói, Vương Trùng, cứ như vậy đi. Tiếp tục chiến đấu nữa cũng chỉ ảnh hưởng đến tương lai tu hành của anh thôi. Thắng thua nhất thời không có là gì cả. Viên Nhân Phi gật đầu, thở dài một hơi nói, Vương Trùng, anh thật sự đã khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa đấy. Dựa vào sự tàn nhẫn của anh thì chưa tới 10 năm nữa cũng không có cơ hội đánh một trận với tôi. Ngày xưa anh ta đã từng đánh với Vương Trùng. Nhưng Vương Trùng khi đó trong mắt anh ta chỉ là một tên nhóc lỗ mãng tự tin mù quáng. Mà Vương Trùng của bây giờ tuy rằng ngông cuồng nhưng có ý chiến đấu ngút trời, khiến anh ta không thể coi thường. Vương Trùng ngưng cơ thể lại, anh ta rũ đầu xuống cho nên không ai phát hiện hai tròng mắt của anh ta đã đỏ tươi một mảng. Lúc này, trong lòng của anh ta chỉ còn lại âm thanh tràn đầy chấp niệm, Đường Tuấn có thể đánh bại Thôi Đoan, tôi cũng nhất định có thể đánh bại Viên Nhân Phi. Để đạt được mục đích này, anh ta có thể bỏ qua tất cả. Trong nháy mắt này, một tia lý trí vốn đã khôi phục sau sự thống khổ đã bị tâm tình hung ác càng thêm mãnh liệt đánh đổ thêm lần nữa. Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Viên Nhân Phi, trong đôi mắt của anh ta bắn ra hai đạo huyết quang. Huyết quang hóa thành thực chất bắn ra rất xa rồi mới tiêu tán. Viên Nhân Phi, tôi còn chưa thua đâu. Vương Trùng gầm nhẹ một tiếng. Không hề để ý tới thương thế trên người mà xông tới thêm lần nữa. Đây! Đám người Vũ Vô Thương nhìn thấy cảnh tượng này thì cùng lúc sửng sốt trong chốc lát. Bọn họ nhìn Vương Trùng đang xông lên phía trên, từ đáy lòng bỗng nhiên có một loại ảo giác, dường như đã thấy được hình ảnh con mãng xà chín đầu bị chém hết 8 cái kia. Nhưng cái ảo giác này chỉ tồn tại trong nháy mắt, bọn họ không cách nào xác định được. Chương 3436 Vương Trùng, anh thật lợi hại. Nhưng lúc này lại thật sự có tồn tại. Vương Trùng như bịt tai không nghe Viên Nhân Phi, huyết quang tản ra xung quanh cơ thể càng chói mắt hơn. Viên Nhân Phi thấy thế thì trong mắt lộ ra sự tức giận. Anh ta hừ lạnh một tiếng, cơ thể đột nhiên biến lớn hơn. Trong chớp mắt, vốn là Viên Nhân Phi đã không thấy đâu, chỉ còn lại một con vượn cao chục mét. Bắp thịt trên cả người của vượn lớn tràn ngập sức mạnh có tính chất bùng nổ, giống như có thể dùng một quyền đánh nát tinh thần. Hình dạng vượn. Đám người Vũ Vô Thương thất thanh cùng lúc. Cái trạng thái này là trạng thái mạnh nhất của Viên Nhân Phi. Viên Nhân Phi dùng hai tay đấm ngực, sau đó đan chéo hai tay nắm lại thành một quyền. Giống như thiên thần nổi trống nện xuống phía của Vương Trùng. Ầm ầm một tiếng, quyền của Viên Nhân Phi và Vương Trùng va chạm vào nhau. Vốn mọi người còn cho rằng Vương Trùng nhất định sẽ bị búa bổ tung. Dù sao anh ta của trước kia cũng không tiếp nổi một chưởng của Viên Nhân Phi. Nhưng sự thật lại ngoài dự liệu của mọi người. Hai tay của Vương Trùng giơ lên, vậy mà lại oanh kích ở trước hai quyền của Viên Nhân Phi. Không chỉ có như vậy, Vương Trùng vẫn còn có xu thế muốn xông về phía trước. Dường như anh ta đã biến thành một cái giáo đâm xuyên trời. Phá cho tôi. Theo tiếng gầm nhẹ của Vương Trùng, huyết quang trên toàn thân của anh ta tăng vọt. Trực tiếp xuyên qua cú đấm của Viên Nhân Phi. Máu tươi văng tung tóe. Cả người của Vương Trùng dưới đầy máu tươi, mà máu này lại thuộc về Viên Nhân Phi, lúc này đang ngấm từng chút một vào cơ thể của anh ta. Máu đỏ trong đôi mắt của Vương Trùng dần dần khôi phục lại bình thường, lý trí cũng bắt đầu quay lại. Mà Viên Nhân Phi giống như khinh khí cầu bị đâm lủng vậy, cơ thể cường tráng cao chục mét bắt đầu tiêu giảm, cuối cùng biến thành độ lớn nhỏ bình thường. Máu tươi nhễ nhại khắp hai tay anh ta, hai cái lỗ đầy máu vô cùng rõ ràng. Ánh mắt của Viên Nhân Phi dại ra, không dám tin tưởng mà nhìn hai tay của mình. Vậy mà anh ta đã thất bại rồi, bại bởi Vương Trùng. Vương Trùng bay tới với vẻ mặt phấn khởi, nhướng mày nhìn về phía Viên Nhân Phi nói, Viên Nhân Phi, anh cũng chỉ có như thế thôi. Tiểu đội sát thần gieo hò một trận, ngoại trừ Đường Tuấn và Vũ Vô Thương ra thì những người khác đều vây quanh Vương Trùng với vẻ mặt hứng khởi. Vương Trùng, anh thật lợi hại. Đánh bại được cả Viên Nhân Phi, vậy anh bây giờ đã có thể thay thế thứ hạng của anh ta ở trên bia kỷ nguyên rồi, chúc mừng anh. Vương Trùng cũng rất hưng phấn. Chương 3437 về phần xin lỗi thì không có khả năng. Nỗi khiếp sợ trong lòng của anh ta cũng không ít hơn người khác là bao, anh ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân lại thật sự đánh bại Viên Nhân Phi,
trước kia còn không dám tưởng tượng đến điều này nữa là. Viên Nhân Phi. Đám người Giang Hàn Nguyệt, Thôi Đoan vây quanh người Viên Nhân Phi, bọn họ đều không thể chấp nhận được. Viên Nhân Phi cười khổ một tiếng, nhìn về phía Vương Trùng rồi nói, Vương Trùng, là tôi xem thường anh rồi. Có điều là tôi sẽ rất nhanh để đánh bại anh, đoạt lại vinh dự thuộc về tôi. Nói xong những lời này, anh ta rời đi cùng đám người Giang Hàn Nguyệt và Thôi Đoan. Nghe được những âm thanh kính cẩn nghênh tiếp của đồng nghiệp, nụ cười trên mặt của Vương Trùng càng sán lạn. Anh ta nhếch mày nhìn về phía Đường Tuấn nói, anh đánh bại Thôi Đoan, tôi đánh bại Viên Nhân Phi, anh còn kém hơn tôi nhiều. Đường Tuấn thở dài một hơi trong lòng, khuyên nhủ, sức mạnh vừa rồi cũng không thuộc về anh, tôi khuyên anh nên dùng ít lại, bằng không chẳng bao lâu nữa thì kết quả của anh cũng sẽ giống với con mãng xà chín đầu đó. Trong lòng của Vương Trùng bị nhấc lên, câu nói của Đường Tuấn khiến anh ta cảm thấy bộ mặt giả dối đã bị vạch trần. Nhưng nghĩ đến vinh quang khi đánh bại được Viên Nhân Phi, anh ta chợt cười khẩy nói, anh đang ghen tị à? Không như tôi không mất mặt, nhưng bộ dáng này của anh lại không thành thật, nói ra những lời này thì quá mất thể diện rồi. Thua thiệt cho anh khi vẫn còn chút thanh danh của bác sĩ thần ha. Ánh mắt của những người khác nhìn về phía Đường Tuấn nhất thời trở nên khác thường. Ngay cả Vũ Vô Thương cũng hơi nhíu mày nhìn về phía của Đường Tuấn. Tuy rằng lòng dạ không hợp với Vương Trùng nhưng cô ta cũng biết thực lực của Vương Trùng càng mạnh càng tốt, về sau nguy hiểm khi chấp hành nhiệm vụ sẽ càng nhỏ hơn. Vương Trùng chỉ nói thêm một câu nhưng Đường Tuấn lại nói ra những lời này, Vũ Vô Thương xem ra thật có chút hiệu ứng nho chua sao trong lòng. Sao hiệu ứng nho chua còn được gọi là tâm lý nho chua, chỉ nỗ lực đi làm của bản thân không đạt được thứ gì thì nói là chua, là không tốt, cách này có thể hóa giải một ít áp lực cho chúng ta. Ví dụ, người khác có được thứ tốt hơn mà mình không có, mình lại rất muốn nhưng trên thực tế mình không có khả năng có được. Lúc này không ngại lợi dụng tâm lý nho chua, nỗ lực tìm được chỗ không tốt của món đó trong lòng, nói xấu về món đó để khắc phục nhu cầu không hợp lý của bản thân. Có thể xem nho và hồ ly để biết thêm chi tiết. Ở chỗ Vũ Vô Thương xem ra thì hành động này của Đường Tuấn có chút bị ổi. Đường Tuấn, anh đừng coi trọng bản thân quá lên như vậy. Vương Trùng mới là linh hồn của tiểu đội sát thần chúng tôi, là sự bảo đảm cho an toàn tương lai của chúng tôi. Lời này của anh hơi quá đáng rồi đấy, làm sao có thể hoài nghi Vương Trùng chứ? Tôi nghĩ anh nên xin lỗi Vương Trùng đi. Không sai, nếu như không phải vừa rồi Vương Trùng thắng, tôi bảo đảm Viên Nhân Phi sẽ không bỏ qua cho anh. Một đám người bắt đầu chỉ trích Đường Tuấn. Chương 3438 ai chứ? Những người khác đều gật đầu. Có chút cảm thán với khí chất của Vương Trùng. Đường Tuấn hoàn toàn bị bỏ mặc sang một bên. Vương Trùng bị nhiều người ủng hộ vây quanh thành một đám, vẻ mặt tươi cười của anh ta càng thêm sáng rỡ. Bây giờ vẻ mặt của Vương Trùng phấn khởi, có được sự sảng khoái chưa từng có. Trở về thôi, chúng ta đã đạt được mục đích của lần này rồi. Vương Trùng vung tay lên, mang theo những người khác bay về phía căn cứ. Vũ Vô Thương ở lại cuối cùng. Cô ta thở dài một hơi rồi vỗ vai Đường Tuấn, dịu dàng nói, lần này anh cố gắng đừng xung đột với Vương Trùng nữa. Đường Tuấn, tôi vốn cũng có ý như vậy. Vũ Vô Thương đưa mắt nhìn Đường Tuấn một hồi rồi nói, vậy thì tốt. Đám người Lâm Giang Tiên cũng có một cái căn cứ trong tuyệt địa Hoàn Vũ. Lúc Vương Trùng và mọi người cùng trở về thì đám người Lâm Giang Tiên đã vội vàng hỏi han tình huống ra sao. Không cần Vương Trùng trả lời. Lập tức đã có người nói ra chiến tích của Vương Trùng. Người này chỉ nói Vương Trùng ra sao rồi như thế nào, còn chuyện Đường Tuấn chiến đấu với Thôi Đoan thì không hề đề cập đến một chữ. Đám người Lâm Giang Tiên sau khi nghe xong thì sáng rỡ đôi mắt, tán dương, Vương Trùng, cậu thật sự không tồi đó, không khiến tôi thất vọng. Các tiểu tôn giả khác cũng không keo kiệt mà tán thưởng. Đám người đang nói chuyện thì thấy Đường Tuấn và Vũ Vô Thương đi qua. Bỗng nhiên nói, tiền bối Lâm Giang Tiên, Vương Trùng lần này quả thật đã làm rạng rỡ mặt mày cho tiểu đội sát thần chúng ta rồi. Chỉ có điều là có hành vi của một số người khiến tôi thật sự không nhìn nổi. Không ra sức thì thôi đi, còn đe dọa cả Vương Trùng. Lâm Giang Tiên khẽ nhíu mày, quát lớn, ai chứ? Người nọ nhìn về phía Đường Tuấn rồi nói thật về tình hình lúc đó. Sau khi Lâm Giang Tiên nghe xong thì nhíu chặt đôi mày lại, lạnh lùng nhìn về phía Đường Tuấn. Trầm giọng nói, hoang đường. Tiểu gia tử khí sao? Sao chỉ lời nói và hành động của người này không thống nhất,
Nói xong hai câu thì Lâm Giang Tiên cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng những người khác cũng đồng tình nhìn Đường Tuấn. Lâm Giang Tiên chính là người tổ chức cho tiểu đội sát thần lần này, hiện tại ấn tượng của Lâm Giang Tiên với Đường Tuấn đã tệ đến vậy, cũng có thể tưởng tượng được ngày tháng sau này của Đường Tuấn. Chương 3439 không ai có thể trả lời. Bộ dáng không quan trọng của Đường Tuấn giống như sự đánh giá của Lâm Giang Tiên chẳng là gì với anh ta cả. Trong lòng của Vũ Vô Thương khẽ nhấc lên, cũng không có vì vậy mà bất mãn với Đường Tuấn, ngược lại nghĩ xem Đường Tuấn có phải là có chỗ dựa nào hay không. Nghỉ ngơi trước vài ngày, mấy ngày nữa hẳn là sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho các cậu. Lâm Giang Tiên chẳng thèm nhìn qua Đường Tuấn một lần, sắc mặt nhẹ nhàng đôi chút mà nói với đám người Vương Trùng. Đám người Vương Trùng tươi cười đồng ý. Mấy ngày tiếp theo, mọi người trong tiểu đội sát thần bắt đầu nghỉ ngơi. Trong lúc này, cái tên của Vương Trùng chậm rãi truyền khắp những tiểu đội khác. Rất nhiều người trước đây xem thường khinh miệt Vương Trùng cũng đã nhìn thẳng vào anh ta lần nữa. Có thể đánh bại được Viên Nhân Phi đã coi như là chiến tích tốt lắm rồi, thậm chí có người tự mình đề bạt Vương Trùng là siêu tân tinh, cũng chính là một trong những nhân vật lãnh đạo trẻ tuổi nhất. Nhưng cũng ở trong những ngày nay, vùng lân cận tuyệt địa hoàn vũ xảy ra vài chuyện kỳ lạ. Một khối ngọc thạch bị ném xuống mặt đất, trong ngọc thạch phát ra từng cái hình ảnh. Những tiểu tôn giả Lâm Giang Tiên đang quan sát, đây là những hình ảnh mà thuộc hạ thu thập được. Trong ảnh, một con yêu thú có cặp mắt đỏ ngầu giống như mèo rừng cấu xé những tu hành giả thành từng mảnh nhỏ, sau đó nuốt những miếng thịt nát đó xuống bụng. Huyết quang trong đôi mắt càng tăng lên, gần như muốn ngưng tụ lại thành thực chất. Ngoại trừ ảnh con mèo rừng này ra thì còn có một số bức ảnh của tu hành giả. Những tu hành giả này giống như bị điên rồi, trong tròng mắt cũng là một mảnh đỏ thẫm, tàn sát hoàn toàn là lối đánh lấy mạng đổi mạng, thay đổi cách chiến đấu của trước kia. Đám người Lâm Giang Tiên nhìn thấy được cảnh tượng trong bức ảnh, cau mày nói, đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Thời gian ngắn ngủi không quá nửa tháng, sự kiện yêu thú, tu hành giả xảy ra tương tự lúc đó, hơn nữa không chỉ là một thôi, mà còn có khuynh hướng càng ngày càng nhiều hơn nữa. Không ai có thể trả lời. Một lát sau mới có người đề nghị, Lâm Giang Tiên, không phải Đường Tuấn là bác sĩ thần à? Không thì gọi cậu ta sang đây xem một chút đi. Lâm Giang Tiên chỉ cân nhắc trong giây lát, lạnh lùng nói, không cần. Tuy rằng y thuật của cậu ta không tệ nhưng thái độ làm người lại hay đố kỵ, thiếu phong thái, ai biết cậu ta sẽ có tư lợi gì, tôi không thể yên tâm được. Những người khác nghe vậy thì cũng bày ra biểu cảm đồng tình. Lâm Giang Tiên nói, liên lạc với bác sĩ thần gần nhất đi, tôi nghi ngờ đây rất có thể là chú thuật thượng cổ. Những người khác khẽ gật đầu, có người nói, tôi sẽ lập tức đi liên hệ. Chương 3440 tiền bối Lâm Giang Tiên. Biểu tình của Lâm Giang Tiên hơi ngưng lại, thấp giọng nói, nếu quả thật sự là chú thuật thượng cổ thì chúng ta rất có thể sẽ phải chuẩn bị ứng chiến cho thật tốt. Đúng rồi, hôm nay là ngày mà vị cao nhân vô danh kia vào căn nguyên không gian lần nữa, rất nhiều người đều muốn thấy phong thái của anh ta. Lâm Giang Tiên, ông có muốn đi cùng không? Lần này sẽ có rất nhiều người tụ hợp lại, nói không chừng trong đó sẽ có bác sĩ thần lợi hại. Ông có thể nhân cơ hội này theo chân bọn họ để trao đổi một chút. Có người bỗng nhiên nói. Sắc mặt của Lâm Giang Tiên hơi thay đổi, vui vẻ ra mặt rồi nói, vị cao nhân kia, tôi đương nhiên là muốn gặp qua một lần rồi. Ngay sau đó đám người lấy ra lệnh bài cung hỗn nguyên, một phần ý thức tiến vào căn nguyên không gian. Lúc lệnh bài của mỗi người đều tràn ngập năng lượng đều không giống nhau, nhưng lần này vì để có thể thấy được vị cao nhân vô danh khiến chân nhân khổng long khuất phục. Rất nhiều người đã cố ý kéo dài thời gian tiến vào căn nguyên không gian. Lúc đám người Lâm Giang Tiên tiến vào trong căn nguyên không gian, ở xung quanh đã tụ tập rất nhiều hóa thân của thần niệm. Hầu như đều là đệ tử ngoại môn của cung hỗn nguyên. Dĩ nhiên bao gồm cả đám người Lâm Giang Tiên bên trong thì cũng chỉ là đệ tử ngoại môn của cung hỗn nguyên mà thôi. Tụ tập đến nơi này thì cũng không thiếu đệ tử nội môn của cung hỗn nguyên. Lâm Giang Tiên cảm nhận được sự mạnh yếu của từng khí tức hóa thân thần niệm, sắc mặt khẽ thay đổi rồi cảm thán nói, cũng chỉ có vị cao nhân vô danh này mới có thể hấp dẫn nhiều người đến như vậy thôi. Đúng vậy. Có người vô cùng tán đồng mà gật đầu, nói, đã có không ít người đàm luận ở đây, nói rằng tu vi của vị cao nhân vô danh này kém Chu Tước bao nhiêu. Thậm chí còn có tin đồn rằng anh ta là tôn giả mới.
Lâm Giang Tiên cũng hít một ngụm khí lạnh, bất kể là suy đoán nào đi nữa thì cũng đều đủ để nói lên vị cao nhân vô danh này không tầm thường. Ông ta chỉ do dự trong giây lát, thở dài nói, cho dù anh ta không phải là tôn giả mới đi nữa, thì chắc chắn không lâu nữa cũng sẽ đột phá đến tôn giả. Đây mới là nguyên nhân thu hút nhiều người đến vậy. Đám người Lâm Giang Tiên đang trò chuyện thì người xung quanh đã tụ tập nhiều hơn. Căn nguyên không gian gần như là có thể lớn vô hạn, cho nên cũng không chật chội bao nhiêu. Tiền bối Lâm Giang Tiên. Đúng lúc này, những bóng dáng xuất hiện ở trước mặt đám người Lâm Giang Tiên. Hai người trong số đó chính là Vũ Vô Thương và Vương Trùng, hai người hôm nay cũng đều là đệ tử ngoại môn của Cung Hỗn Nguyên, có tư cách tiến vào căn nguyên không gian. Hết tập 191.